Ngày 17 tháng 11, một đợt không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc gây mưa dông cho khu vực. Nhiệt độ sẽ giảm từ 1 đến 2 độ. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này suy yếu nhanh nên mưa giảm dần vào những ngày sau đó. Đến ngày 21 tháng 11, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về sẽ gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ đêm ngày 21 tháng 11, Bắc Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Còn hôm nay, tại phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi từ 16 đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ nay đến ngày 18 tháng 11, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo từ nay đến ngày 18 tháng 11 ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Từ nay đến ngày 17 tháng 11 ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 17 đến 18 tháng 11 ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến từ 50 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Ngoài ra, từ nay đến ngày 18 tháng 11 ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 23 đến 26 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ.